Tại sao hồi xưa anh cũng có cái suy nghĩ là mình mở cái nhà thuốc thứ hai, thì mình suy nghĩ là mình phải đi nơi nào đó thật xa. Và sau đó thì anh phát hiện ra là khi anh làm cái điều đó thì có một thằng nào đấy nó đến nó mở cạnh anh để nó share chung khách hàng mà anh mấy lâu nay đã gây dựng. Xin chào, tôi là Thành Thật Thà, cố vấn kinh doanh trong lĩnh vực nhà thuốc, phòng khám. Có một cái điểm đấy mà mình cứ tưởng rằng mình đánh ở xa thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà đấy là cái trải nghiệm trước đây mà anh gặp phải. Và sau đấy thì là tại sao mình không có khai thác nó triệt để hơn, nó mở rộng hơn. Ví dụ như là đấy, nhà 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 Dũng Loan thì là họ một đầu là họ mở phòng à, một đầu họ mở phòng khám nhà thuốc, một đầu thì họ chỉ mở là chuyên thuốc đúng không, thì họ đánh hai đầu như vậy cũng là một cái lựa chọn rất là hay. Một lựa chọn nữa, ví dụ như Long Châu, tại sao họ đánh một cái đầu đường một cái cuối đường như vậy? Tại vì cung đường đấy là cung đường của cạnh tranh của y tế đúng không, thì cung đường đấy người ta nghĩ nhiều đấy, toàn là liên quan đến sức khỏe thì vào cái cung đường đấy. Thì bây giờ mình cũng phải tạo cho được cái thói quen giống như là các quán ăn ấy, cái đường đấy nhiều quán ăn đúng nhỉ, cái đường đấy nhiều quán ăn thì khi nào ăn người ta sẽ nghĩ ra cái cung đường đấy. Thì bây giờ mà cái cung đường của mình mà nó cứ, tức là cái lượng lưu lượng qua lại nó cũng tạm ổn, cái doanh thu mình thấy cái quầy thứ nhất nó ok, thì chứng tỏ ở đây họ có cái lượng mua ok chứ không đến nỗi, và mình có thể nâng cấp một phiên bản cao cấp hơn ở đấy. Ví dụ như mình làm một cái mô hình nhà thuốc kết hợp với phòng khám ở đầu đường, hoặc là mô hình nhà thuốc kết hợp spa đầu đường, hoặc là một cái mô hình gì đấy mà mình sẽ phục vụ cho chuyên sâu hơn cho cái nhà thuốc kia, gọi như là cái nhà thuốc một đấy, nó là cái đầu phễu hoặc là một cái đầu lưu lượng đấy, người ta đến. Và sau đó thì nếu mà em muốn thực sự mà mạnh ở khu đấy thì em phải phục vụ sâu hơn nữa. Một là em phục vụ kiểu có người thì có sẽ làm ở theo kiểu nhà thuốc mà dạng nó giống như là có những cái con cưng nhỏ nhỏ mà đầu đường thì là con cưng to hơn, hoặc là Vinmart cũng được đúng không, em thấy các cái siêu thị đúng không, ở giữa giữa thì họ các cái siêu thị Vinmart nhỏ, nhưng mà sau đó thì họ lại mở cái trung tâm thương mại lớn. Thì cái cách thức này gọi là cái cách thức mà đấy, gọi là bố mày nhất nè, bố mày nhất cái khu đấy, mình phải là số 1 cái khu đấy. Nhưng mà để là số 1 thì em phải có cái chiến lược để nhất cái khu đấy luôn. Em có biết cái đèn laser không, cái đèn laser, đèn laser ấy, cái đèn mà rọi 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 lên cái màn hình chiếu ấy. Biết không, Dạ biết, dạ biết. hoặc là cái đèn pin hồi xưa em biết không. Thế có phải là hồi xưa mình vặn nó ra thì nó tỏa ra không? Mình vặn cái chóa đèn sao nó tỏa ra, nó sáng tỏa ra, sau đó thì nó sáng được rất là yếu đúng không? Nó sáng sáng được một khoảng ngắn thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà em tụ nó lại thành một cái sự cái tụ điểm thôi thì nó sẽ chiếu rất xa và thậm chí là hàng cả cây số đúng không nào? Đó, ý là cái sức mạnh của cái sự mà khi mà chúng ta tối ưu. Tối ưu ở đây là em phải có cái hệ thống dẫn dắt khách hàng. Thì trong các cái mô hình mà sau này anh đào tạo cho các bạn coaching ấy, thì anh đều nói với các bạn rằng nếu mà không thể mạnh được nhất cả cái huyện đấy thì hãy mạnh nhất cái xã đấy, hiểu nhỉ, không mạnh được nhất huyện Sơn Tịnh thì hãy mạnh nhất cái cung đường đấy.